tham khảo một chút về về chợ Lạng. Lạng thì đây là chầm của cháu là chầm Sơn La, trong đấy 140 một lạng ạ. 140 một lạng, chầm Sơn La. Của người ta nó còn ướt nhừng nhừng các bác ạ, nó không thâu như của cháu đâu. Bác không thấy bác cua khón đi. Cháu phải đỡ phải đi mua, cháu phải đỡ phải đi. Khóm đấy cháu lấy có 200 một khóm. 200 một khóm rồi. 200 một khóm mà lại còn chầm toàn tây hoa của cháu, chầm ta bác ơi. Ta không đến ra đây. À, nhưng thì bác lấy được. Cứ 100 một lạng. Đấy. Hành trình đi từ đầu chợ đến cuối chợ à, bạn Phúc các bác nhé. Lần đầu tiên đi một cái hành trình có quay lại video để các bác biết là chợ Vạn Phúc nó rộng và nó dài và nó đang có những cái gì các bác nhé. Thì hôm nay chợ Tết cực kỳ đông đúc. Tôi vừa đi đến gần hết chợ rồi. Bây giờ ở những cái video tiếp theo cố gắng tôi chia là những cái phân đoạn video về về những cái chủ đề khác nhau, về đào, về quất, về bonsai. Đấy, các bạn theo dõi một series thì sẽ thấy được từ đầu chợ đến cuối chợ nó đang có những gì các bạn nhé. Một không khí xuân đang tràn về rất là sôi động, rất là sao xuyến. Có mưa xuân và sắc hoa dẫn những người tấp nập qua lại, rất là thích, rất là rạo rực các bạn. Đấy, một cuối chợ bonsai truyền thống. Có những cái quầy quầy lan là vẫn như thường lệ đây, mà chỉ có người và hàng hóa là nhiều lên thôi. Người hàng hóa là nhiều lên. Tôi sẽ đi từ cuối, bắt đầu lại đi từ cuối quay ra chỗ khu vực cuối chợ và chợ cá các bác nhá, chợ lan. Đấy nó là lan gì đấy chị? Bao tiền một nhánh ấy? 270. Đấy cái một lá hơi khó hoa cả hai lá nhánh này. Đẹp. Quá. Thế còn một kia là đai châu đúng không? Đây trên này là đai châu đúng không? Bao tiền một cái đỏ này, cái tím? 700 tím. 700. Rồi, xin cảm ơn chị chủ nhé. Đấy. Cứ thoải mái mà mặc cả thôi các bác ạ. Thoải mái mặc cả thôi. Chợ mà có điều là hợp lý sẽ bán và cũng hợp lý thì sẽ mua. Hồ Điệp. Rồi, nhà bác chồng ấy bạn. Đây cuối chợ rồi các bạn. Đây là cái ngách cuối chợ. Chợ thì chia là những cái đường như ô bàn cờ ấy, phân lô và đi thì nó cũng khá là nhiều ngõ ngách. Ra đến cái giáp cái mặt đường Tố Hữu ấy thì lại chạy rộng xuống tận dưới, chạy ra tận dưới là đấy rất nhiều. Rồi đằng sau này khu vực đồ dùng, đồ cổ, rồi đồ cũ xưa, đồ cũ, đồ cổ, cả quần áo các loại. Đấy thì tôi sẽ xin phép không đi xuống đấy. Còn mà đang nói là cái mặt giáp mặt đường Vạn Phúc ấy, chạy dài dưới nữa, vỉa hè rất là rộng thì đào quất bày la liệt. Ta sẽ đi ở đây, bắt đầu có một quầy cá nhỏ, cá chép nhật. À, đi lòng vòng đây lại một vườn của bà Vững nữa này. Đây là một vườn của bà Vững nữa. Ta xem cá. Đấy. Bà nhỏ rất thích cá.
Nhỏ nhỏ này là cá gì đây? Đáy màu. Cái này thì bán như nào? 6.000 đô. À, 6.000 một đôi. Đây là cám kiếp là đầy đủ luôn. Nếu nhóc thì thích không? Xin cảm ơn bác chủ nha. Đi lên đây nhiều hơn này. Đấy. Đây thì lại có một chút đồ gỗ. Đồ gỗ, đồ xưa. Đồ xưa. Thau đồng. Đồ gỗ nhưng mà chuyên về xu hướng về đồ cổ cổ xưa một chút. Đấy, bắt đầu những quầy hồ điệp to, có dựng bạt phông ở đây. Ở một cái đoạn mà ngày thường là con sai là tấp nập ở đây này. Giờ là nhường chỗ hết cho lan đây để hoa và hàng tiêu dùng. Có thể là một vài hôm nữa nó sẽ tấp nập hơn rất là nhiều, nó lên rất nhiều hàng nhập từ Trung Quốc, Đà Lạt về rất là nhiều. Hôm nay chưa thấy nhiều mai đỏ với lại mấy cái cây hàng Trung Quốc. Rất là tắc đường. Đường xá rất là quầy dụng cụ cơ khí cũng như là kìm kéo. Cụ làm bưởi rất là đa dạng. Sato hồ điệp, năm ngoái tôi mua chợ hồ điệp ở đây. Sato, rất nhiều Sato. Chợ hồ điệp này đi tặng thì cũng rất là sặc sỡ và nhìn nó cũng hoành tráng bác nhỉ. Giá cả nó cũng mềm nhất trong các loại lan rồi. Hồ điệp và chơi nó rất là bền. Chơi lan rất là bền. Đấy, cái quầy chạy dọc xuống ra đến chợ Tố Hữu đây, ra đến đường Tố Hữu đây. Rất là dài. Cố gắng đi hết một vòng mà chưa đi hết được. Hai vợ chồng đi mua hoa trang hoàng cho ngày Tết hoặc là đưa con cái ra đây chơi và chụp ảnh rất là vui. Vẫn có bóng dáng người mua bonsai. Đấy, lại tiếp tục một quầy chi mai. Cùng một nguồn hàng phải nhìn nó rất là giống nhau. Từ chậu cho đến form cây. Đây các bác nhá. Đã có mai miền Nam rồi nhá. Hôm trước ra chưa thấy, đã có mai miền Nam rồi nhá. Dọc đây nhá. Hàng cây số nha các bác nhá. Đào quất, người tấp nập. Đào rất hôm nay rất là đẹp, dâm nụ dày và bông rất là mập. Mai miền Nam Tết, các bác thấy dạo rực chưa? Nếu phải đủ bộ mai đào quất thì nhìn nó dạo rực. Không khí nó ngập tràn. Không khí Tết là do cái những cái giá trị xưa đem lại, những chơi hoa, rồi thậm chí là cả những cái tiết trời. Vậy đây là dọc mặt đường Tố Hữu các bác nhé. Bây giờ tôi sẽ lại đi vào để vòng qua cái ngách đó chợ cá to ấy. Chứ vừa nãy có quầy cá nhỏ là không phải chợ cá ở đấy. Đấy,
mọi ngày thường là họp chợ nó sai ở đây. Quất đào thì xin phép có thể là làm những vòng sống sự khác đấy. Hôm nay là đi hưởng cái không khí xuân của trên chợ các bác nhé, và giới thiệu về các cái ngóc ngách của chợ. Việc gì mua ở đây? Có thể là một số mặt hàng thì nó giá nó khá cao hơn so với những cái khu vực khác, nhưng mà đi để đi hưởng cái không khí ở đây là tuyệt vời. Đấy, chị Mai. Khu vực bên trong kia thì tấp nập hơn, nhưng mà mấy hôm nữa thôi thì chỗ này nó lại tấp nập hơn, bởi nó có không gian, nó rộng rãi và người ta đi mua sắm nó cũng thoải mái hơn, thoải mái hơn. Bên này là những cửa hoa nhỏ nhỏ, rất thoáng người, thoáng người bán rong, vẫn bán rong, vẫn rong cây đi để mong là mà bán được cái giá cao và nhanh được về. Thế là những người bán rong, những người này thì quầy cố định ở đây rồi và họ sẽ rất là giữ giá. Chậu Sato này ghép lại rất là hoành tráng. Chi Mai là kia là cam canh, một dãy cam canh ở kia. Đàn này lại chạy dọc ra đây, lại ra chỗ nhà ông Lập ấy. Cột Lai Châu chơi Tết. Bà hãy đường gọi chị. Mọi mặt hàng đều có người mua. Người ta đang cố gắng trang hoàng dần cho không gian Tết của gia đình mình mà. Mọi thứ đều sặc sỡ, đều tươi mới. Và có những bông hoa này rất là sinh động trong cái ngôi nhà. Đây có phải mọc ra không? Đây là tóc kìa. Mưa xuân các anh ơi. Đi nhiều là ướt ạ. Đấy. Rất là nhiều ngõ ngách, đường chia ở ô bàn cờ mà. Rất là nhiều ngõ ngách. Và bây giờ tôi sẽ đi qua chỗ chợ cá, nhưng mà nó rất là đông. Chỗ này ngách nó khá nhỏ, nó rất là đông. Đấy. Cá nhỏ nhỏ. Tôi không thạo về cá và không chơi cá cho nên là, nhưng mà nên giới thiệu để các bác biết. Đấy. Hai bác. Bỏ con này lại. Ừ, bỏ con này lại. Thế nào cháu ơi? Mày bỏ con này lại. Đây con này bỏ ra. Đấy, bỏ ra. Đấy, bốn con này bao nhiêu? Hai con rưỡi. Sao mày nói gì mà mày gớm đấy? Hai con kim 100, hai con này 150. Các bác đuôi. Cứ thế, 220 nhá. 100. Thôi. 33 của cái. 150. Bán được. Bán được rồi. Tôi trả cho 200. Không, 150 thôi. Bắt lên để Tết thì Tết thì không phải vừa giá. Đấy. Bật. Đi con đây. Vui vẻ đi ấy gì thôi. Cả 100. Đấy, như vậy là 150 bốn con. Hai vợ chồng già đi
tắm mua cá Tết rất là tình cảm. Bác mua cũng rất là chuẩn giá. Chúc mừng bác và bác chủ. Tự bắt, thích con nào mà bắt con đấy. Đấy, à, cho cháu đi vượt cá. Nhỏ nhất như ở đây, bác bên này bắt này là mình con. Rất là nhiều loại cá khác nhau. Đấy, chỗ này là tập trung bắt cá đấy. Đang mưa. Ê, có tàu hai nghìn sau đấy nhá. Tư được không? 7 cân mà. Đi. Không. 300 cân tư của cháu mà này. Không. 200.000 cân cái cá này thì chỉ được. Mày nói 300 một cân. Đấy lắm. Mày vừa nói 300 một cân. 300 một cân thì cân tư cơ mà. Cân tư rồi. Rồi. Như vậy là sơ sơ là một vòng rồi, còn một số cái ngõ ngách khác thì chuyên hoa. Và tôi cũng không đi được, chưa đi được hết. Cố gắng sẽ bổ sung thêm với các bác. Còn bây giờ đang mưa rồi. Bắt đầu nặng hạt dần rồi. Nhưng mà đi bộ thì vẫn thoải mái rồi. Đây, ôi, nó phí đi, chi mài đây. Không, ôi, phí lắm. Chúc các bác có những ngày nghỉ vui vẻ và hưởng không khí xuân trọn vẹn bác nha. Tết chỉ thực sự vui khi mà chúng ta chuẩn bị sắm sửa cho nó thôi. Còn bắt đầu vào Tết rồi thì mệt mỏi lắm. Tiệc tùng, rượu chè rồi rất là nhiều thứ nó hại sức khỏe. Cho nên các bác sẽ hưởng cái không khí xuân ngay từ bây giờ các bác nhé, sẽ rất là thú vị.